cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Cúi đầu kính lễ bốn thánh trí. Đưa đến ly tham giải thoát. Cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng. Cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng. Là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Kính thưa đại chúng, mới vừa rồi ở trong thất Minh Thành mất điện, lúc đó đang đọc kinh. Khi mất điện thì Minh Thành nhìn thấy một cái bóng đêm. Tối đèn hết, muốn làm cái gì cô không biết, cầm nắm ở chỗ nào. Cầm cái chìa khóa, muốn mở cái ổ khóa mà để hoài không biết cái ổ khóa ở chỗ nào. Minh Thành mới chực nhớ lại cách đây mấy năm trước, có một Phật tử mời đi dùng cơm mà nói rằng cái này rất là đặc biệt, chỗ này rất là đặc biệt. Thì Minh Thành đi đến đó, quả thật là đặc biệt, rất đặc biệt. Mình đi vào đó nó thì người trước phải dịnh vai của người, người sau dịnh vai người trước. Bốn năm người dịnh vai với nhau. Và trước khi vào đó thì người ta cho mình ngồi trong cái chỗ cái bóng đèn nó đã mờ dần dần, tập quen với cái sự thiếu thốn ánh sáng. Khi mình dịnh vai người bước vào đó và vén cái màn lên là mình vô đó là một cái bóng đêm. Thôi thui, không có bất cứ một ánh sáng nào hết. Và có một cái người sẽ nói, hướng dẫn mình làm theo. Thì mình rê lại thì mình rề tới ngay chỗ đó cái ghế. Em ngồi. Ngồi đó sau đó chờ người ta đem đồ ăn lên. Thì đem đồ ăn lên là mình không biết cái gì là cái gì hết á. Nó đã tối thui mù mịt hết vậy đó. Mình chỉ mò vậy, bóng đêm vậy, mình lấy được cái nĩa, cái muỗng, rồi mình rề, rồi mình cắm đại cắm múc đồ vậy đó, rồi cái mình đưa vô, mình phải dịnh rồi xong rồi hồi ta bưng nước lên thì người mình cũng không thấy, ly nước chỗ nào mình cũng không biết. Người ta nói mình đấy, hơi hướng bên tay trái, mò rồi nhẹ từ từ rồi mới chụp chúng được cái ly. Cười đi rồi hồi khóc. Chụp chúng được cái ly rồi mình đưa lên là mình phải kê sát vô.
Thì mình thành thấy khổ quá, ăn một tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ à, rất là vất vả, rất là khó khăn. Mà có khi mà mình ý là mình chánh niệm kỹ, mà nếu với người mà thô tháo thì có thể xỉa cái nĩa vô, nó chảy máu, máu mèn, chảy máu mồi. Nhưng mà cái người thô tháo thì như vậy, xong 1 tiếng rưỡi đồng hồ hơn đó, đi ra ngoài cái ôi phải quá, thấy ánh sáng rồi, thấy mặt trời rồi. Thì mình mới có 1 tiếng rưỡi đồng hồ ở trong bóng đêm mà mình đã thấy khó khổ như vậy, mà mình ngồi mình ăn chứ không có làm gì hết, mà mình thấy rất là khó, rất là khổ, rất là bất tiện. Thì mình thành mấy gì, cái lúc mà hồi nãy cúp điện, mình thành liên hệ các cái tưởng quá khứ bắt đầu nó liên hệ. Thì mình thành chợt nhớ là cái lúc mà đi giảng pháp ngoài Nha Trang, đây đạo tràng Nikaya Nha Trang, ngồi mà mắt kiến quấn khăn, thì đi tới chỗ đó là hàng trăm người mù, mù rất nhiều người là từ khi sanh ra đã mù. Mình hỏi thấy gì không, nói dạ con thấy gì đâu, tối thui à. Và Minh Thành cũng có đi đến những cái chỗ chia sẻ pháp đó, thì không phải 100 mà tới 300, 400, 500 họ đi nhận quà, họ đi nghe pháp, thì họ cũng vịn tay giống như nãy mình vịn vậy đó, người phía sau vịn vô vai người phía trước để đi. Như vậy thì mình chỉ chịu hơn 1 tiếng đồng hồ trong bóng đêm, mình đã thấy là khó khăn, bất tiện, khổ sở. Bây giờ có những người là phải chịu trong cái bóng đêm đó 10 mấy 20 năm, thậm chí có những người phải ở trong cái bóng đêm đó suốt cuộc đời. Người ta gọi là sanh manh, mù bẩm sinh, sinh ra là đã mù. Mù suốt cuộc đời. Nếu mà mình rơi vô những tình cảnh đó thì quý vị thấy mình có thể tưởng tượng được không? Tưởng tượng được không quý vị? Khổ không? Bất tiện không? Và bao nhiêu những cái khó khăn, vất vả, cực nhọc, rồi chưa kể là tủi hờn nữa. Như vậy mà cái mù đó nó chưa có bằng cái mù của vô minh. Cái mù bẩm sinh đó nó chưa là gì đối với cái mù của vô minh si ám. Mà tất cả hữu tình chúng sanh là đang ở trong cái bóng đêm vô minh đó. Mình tưởng đâu là mình nhìn thấy xanh đỏ trắng vàng, biết người này người kia, nhưng thật ra đối với cái thánh trí, tất cả những cái đó là mù. Các bậc A-la-hán, những gì đã thành tựu chánh trí kiến, nhìn chúng sanh là mù hết. Đừng nói gì những người mù, người có mắt như mình đây nè, chính rõ ràng tận mắt mình chứng kiến cái việc đó như vậy đó mà mình hiểu còn sai. Có không quý vị? Thấy rõ ràng, nghe rõ ràng,
mà mình tưởng như vậy, nhưng mà cuối cùng trở ra là nó không phải vậy. Cho nên mình đọc nó sai cái sự thật. Cho nên vừa rồi nhân cái vụ mà cúp điện cho thất một chút á, thì bên thành quán chiếu cái cảnh mù lòa vô minh. Và mình thấy là hết sức là lo lắng. Hết sức là lo lắng cho chúng ta. Mà ở trong cái cảnh mù như vậy đó, mà giành giật, mà tranh đấu, chém giết, sát hại, lợi dụng, mưu mô, quỷ quyệt, xảo trá, gian manh, thủ đoạn, lừa gạt, và tạo ra không biết bao nhiêu thứ ác nghiệp. Đó là hiện trạng của thế giới, là sự thật của cuộc đời. Và hàng ngày mình nhìn đó, trên báo chí, trên tin tức, đài, tất cả những cái đó là không những mù mà còn điên loạn. Mà đã một cái bệnh mù rồi là nó khổ biết bao nhiêu rồi mà còn điên. Đó Đức Phật gọi là gì? Vô minh và điên đạo. Vô minh và điên đạo. Vô minh bao phủ hết cái hành tinh này. Thì điên đạo lộn lạo, lộn ngược, rối loạn, hỗn loạn. Đầy dẫy cái thế gian. Con giết mẹ, vợ giết chồng, anh em ruột sát hại lẫn nhau, người thân trong gia đình và quan hệ giật dọc, cướp bóc, khổ đau đầy dẫy. Những người nghèo, thật là nghèo ở dưới quê, mà còn bị gạt nữa. Lại nó nói là nó cho tiền, kêu đưa hộ khẩu, đưa với mình nhân dân, xong nó lấy nó đem vô trong ngân hàng nó dai. Rồi người này tới chừng té ngửa ra là tự nhiên ngân hàng lại nói thiếu mấy chục triệu. Đủ thứ những thủ đoạn lừa gạt đầy dẫy thế gian. Bây giờ dịch bệnh, bây giờ thêm một ổ dịch thứ hai nữa mới xuất hiện ở Trung Quốc, qua một cái tỉnh khác nữa. Việt Nam mình bây giờ mới nhiễm thêm 3 người Việt Nam mình đi bên đó về. Bốn giờ khuya sắp hàng đi mua khẩu trang. 4 giờ sáng. Cho nên á, để chúng ta thấy được một cái điều gì, mình học, mình nhận diện ngũ uẩn để làm cái gì? Nếu mà mình không thấy năm uẩn là mình
mù đó, mù. Người mà không học năm uẩn, không nhìn thấy ngũ uẩn, không biết ngũ uẩn, không không thấy được thân tâm của mình đó là cái gì. Bây giờ quý vị thử đi hỏi thôi, học Phật nhiều chục năm đó, hỏi tâm là cái gì thì quý vị sẽ nghe 1.000 cái định nghĩa khác nhau. Làm sao biết được tâm là thọ tưởng hành thức? Cho nên á, mình học ngũ uẩn, mình nhận diện ngũ uẩn đó, là cái bước mà nhận diện đó là bước phá vô minh. Khi mình nhìn thấy được sắc là sắc, những thân thể vật chất, mọi thứ trên cuộc đời này là sắc, mình thấy được những cái cảm giác này là thọ, mình thấy được những hình bóng trong tâm là tưởng, mình thấy được những cái suy nghĩ là hành, thấy được cái sự rõ biết là thức. Khi mình thấy được như vậy thì cái ánh sáng của mặt trời bắt đầu, những tia đầu tiên đã bắt đầu soi chiếu. Vui không? Cho nên mình phải biết nhận diện năm uẩn để làm cái gì. Trong tâm mình không biết cái gì, sao tối ngày năm uẩn hoài vậy? Kêu dầm mấy cái đó để làm cái gì? Nhìn, thấy và biết tự thân, tự tâm. Cho nên hai cái chữ tự giác của Đạo Phật là tuyệt vời lắm. Tự là tự mình, chữ giác là gì? Phát giác, phát hiện, giác ngộ, giác biết, giác hiểu, giác tri. Giác tri cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thấy chưa? Tuyệt diệu không? Đừng có chán, đừng có chán, đừng có lờn, đừng có xem thường. Rớt cái này xuống là mình mù mà còn điên loạn. Rớt mất cái trí huệ này là mất trọng con mắt. Đức Phật gọi là gì? Pháp nhãn. Bậc pháp nhãn, bậc minh nhãn, bậc minh kiến. Con mắt của trời và người là con mắt này nè, mở ra cái thánh trí năm uẩn cho chúng sanh. Mở cái trí huệ này ra là gì? Là mở ra, giải mã hết tất cả những cái gì mà bí mật nhân sanh và vũ trụ. Thánh trí năm uẩn giải mã hết, giải phá hết, giải tỏa hết, giải phóng hết, giải thoát hết. Không còn cái gì ở ngoài năm uẩn nữa. Không có cái gì ở ngoài năm uẩn nữa. Thánh trí này là tối thượng, tối cao, tối tôn, tối đệ nhất. Không còn cái gì nữa hết. Cho nên đây là cái giáo trình mà Minh Thành đang giảng dạy cho ở trong trung đẳng với cao đẳng Phật học. Và cái này là tóm thâu hết tất cả những lời dạy năm uẩn ở trong cái tạng kinh Nikaya. Đây Minh Thành gọi là tiểu tạng Nikaya. Tất cả những lời dạy của Phật có về năm uẩn trong tạng kinh Nikaya. Trong khóa tu này chúng ta sẽ được học một đôi phần. Đức Phật tuyên bố như thế nào? Cái lời xác quyết về con đường giác ngộ của bậc chánh năng giác là như thế nào? Ngài nói rằng nè, khi nào mà Ngài chưa có thấu triệt hoàn toàn năm thu uẩn này,
theo bốn phương diện, thì Ngài á chưa có chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và khi nào mà Ngài đã thắng tri, tức là biết trọn vẹn triệt để về năm thủ uẩn này ở bốn phương diện, tức là bốn chuyển đó, thì Ngài mới tuyên bố với tất cả chư thiên ma quần chúng, tất cả những giới tu hành, là ta đã xét chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì cái sự mà giác ngộ mà tối thượng cùng tột của Đức Phật là gì? Là từ thấu triệt toàn diện, trọn vẹn triệt để, hoàn toàn về năm uẩn thôi. Và bây giờ chúng ta đang đi trên con đường đó, đó thấy không? Thấy không? Đang đi trên con đường đó, đó. Mình đang nhìn lại, nhìn lại, nhìn lại, nhìn lại thân tâm của chính mình. Nhìn lại tự thân mình. Tự giác. Như vậy thì cái sự mà mình tu học đây là gì? Là sự thấu hiểu chính mình. Thấu hiểu chính mình một cách trọn vẹn và triệt để, không còn sót cái gì nữa hết. Như vậy thì cái vô minh, cái đầu tiên thứ nhất là mình nói là gì? Không nhìn thấy năm uẩn, tức là vô minh. Bây giờ đó, chúng ta cứ làm một cái bài thí nghiệm đi. Bất thình lình mình gặp một người đó, mình hỏi thử coi thân này là cái gì làm ra, rồi cái tâm này nó gồm có những gì, rồi mình nghe người ta nói không có gì chứ, không biết cái gì cho chứ. Ngay cả những nhà bác học khoa học vĩ đại trên thế giới, tôi suy nghĩ, tức là có tôi phải không, thì đó là có cái gì, đó là cái gì, mới có hành thôi hả, phải không? Hay là tôi có cảm giác thì là có tôi, thì mới có gì? Thọ thôi. Rồi cái tôi có nhận thức cho nên có tôi, là gì? Rồi nếu mà cái chúng sanh phàm phu, mà nghĩa là vô văn phàm phu, không có học, thì là tôi là cái gì? Thường thông thường á, là mấy chục kg thịt. Là cái gì? Thấy chưa? Thấy chưa? Chỉ có cái trí huệ của bậc chánh đẳng giác đồng đều đầy đủ viên mãn tất cả mọi khía cạnh của thân tâm, đó gọi là chánh tri kiến, đó gọi là viên mãn kiến về tự thân tự tâm. Cho nên có nhiều người mới qua học cái dòng pháp này, nói sao con nhận diện lượt năm cái con khó quá à. Bởi vì đó giờ quen là ngồi cái thở vô thở ra, thở vô thở ra, cái thở ra luôn. Rồi thôi ngồi lại con câu thôi à, con câu cứ sáng trưa chiều tối cũng câu vậy ha. Khỏi cần tu đi chứ, tu cũng câu thôi. Có quen không? Có quen với mấy người này không? Đó, rồi bây giờ vô kêu nhận diện năm uẩn, cái nói này khó quá. Như vậy là tu để tìm đạo, tìm sự thật hay là tìm cái khó cái dễ? Tìm sự thật hay là đi tìm cái dễ? Mình nói khó dễ tức mình đi tìm cái dễ thôi, đâu phải cầu đạo. Rồi bây giờ mình nói ít nhiều, nói tu kia khỏe lắm, có một cái một à, tu này tới năm cái nhiều quá, thôi đi kiếm cái gì cho nó ít. Như vậy là tu là nhiều ít, chứ đâu phải là cầu sự thật. Thấy rõ cái vấn đề chưa? Thấy chưa? Rồi xong có nói tu sướng với khổ nữa.
tu với mấy người kia sao thấy sướng quá, không cần làm gì chứ, thấy không? À, nhưng mà tu này sao thấy khổ vậy, sao tham sân si hoài, sao nhìn thấy bản ngã hoài, ra vô mà nó cũng còn hoài vậy ta, phải không? Thấy chưa? Đó, cái chỗ cái vấn đề ở đây là cái gì, là cái vấn đề gì, một cái nhìn nông cạn, cạn cợt, thấp kém, ấu trĩ của vô văn phàm phu, vô minh si mê, và một cái nhìn thâm sâu tuệ giác thánh trí khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Giờ mình muốn là cái nào phàm phu vô minh giống mình cái mình ưa, phải không? Còn cái thánh trí mình nói thôi cái này khó quá, rồi làm sao, làm sao mà thể nhập thánh trí, làm sao mà đi vào cái tri kiến của bậc thánh. Mình đi lại, mình đi làm ở ngoài đó, mình vô mình đi làm nó lựa đưa công việc nào tôi dễ ở, cái công việc nào mà nhẹ nhàng nhất mà lương nhiều đưa tôi được không? Rồi mình đi vô tu mà cũng như nó lựa cái môn nào mà dễ ợt, đừng có gì trơn trọi. Đó là cái kiểu đó đó. Quý vị thấy chưa? Thấy cái vô minh của mình nó dày không? Thấy không? Ừ, bây giờ cái mức thứ hai nè. Vô minh ở cái lớp thứ hai là không thấy được khổ thanh đế. Đó là vô minh. Cứ tưởng đâu là còn ăn được hoài à, cứ tưởng đâu là còn ngủ được hoài ha, cứ tưởng đâu là còn đi chơi được hoài, còn chụp hình hoài, còn Facebook hoài, còn Zalo hoài ha. Mình thành dùng mấy cái thực tế đời sống để đưa vô để quý Phật tử để dễ lắm, không thấy khổ. Ta bệnh rần rần vậy thì kia cái ai bệnh nó bệnh chứ tôi đâu có bệnh. Người ta chết nhóc đi chân đó, ai đó chết thì tội nghiệp quá ha, không tội nghiệp quá mấy người đó, tội nghiệp quá ha, cái gì à, tội nghiệp người ta chứ không có tội nghiệp mình, ai tội nghiệp mình có tội nghiệp mình không? Mình hướng ngoại không? Thấy người ta tham, thấy giờ chuyện này chuyện kia cái tội nghiệp quá, mình không có tham, phải không? Phải không? Gật đầu hả? Hết tham mà phải không? Vậy thấy không? Khi mình nhìn thấy một cái vụ án xảy ra về dục, về tham, mình mới thấy ôi chà nguy hiểm quá, mình cũng vẫn còn cái mầm mống trong này, sao mình không cố gắng mình dẹp đi, đếm thôi coi chừng mình đi theo cái dấu đó, thì cái đó mới là như lý tác ý. Thấy rõ chưa? Cho nên á, phá cái lớp vô minh á, đầu tiên là phải thấy được sự thật về đau khổ. Mà quý vị có biết cái đau khổ là cái gì nó khổ không? Ai nói trúng là có thưởng. Có người nói trúng rồi đó. Bài kinh khổ pháp, Đức Phật nói cái gì? Sắc thủ quẩn là khổ, thọ thủ quẩn là khổ, tưởng thủ quẩn là khổ, hành thủ quẩn là khổ, thức thủ quẩn là khổ. Đó Đức Phật gọi đây là những khổ pháp. Cái này đó con xin thưa với đại chúng, nếu mà không có học cái chánh tri kiến này, không có học cái dòng pháp này, không bao giờ đọc vô đây mà hiểu nổi hết, phải không?
Làm sao mà có thể hiểu nổi những cái câu này? Cái câu này là nó là những cái gì? Khẩu quyết của chánh đẳng giác. Nó là những cái định lý của bậc thánh, chứ đâu phải cái bình thường mà mở ra mà đọc mà hiểu. Mình đọc mấy cái chữ đó mình hiểu được bao nhiêu, mình hiểu được như thế nào? Sắc thủ uẩn là khổ. Đó, cho nên mình thấy được cái chân lý thứ nhất về khổ thánh đế, và mình thấy được cái nguyên nhân đó có ra những cái thứ khổ, và mình từ đó mình tìm ra được cái con đường, cái phương pháp để diệt cái khổ đó, thì cái đó mới gọi là phá được vô minh. Như vậy cái đầu tiên á, mình thấy được cái khổ trên cuộc đời này đó, mình phải nhìn thấy, mình phải mở cái con mắt trí huệ ra để mà mình nhìn hết tất cả cái thế giới này. Chứ không phải mà chỉ ngồi đây nhìn đây, phải nhìn, phải nhìn hết, nhìn ông bà cha mẹ của mình đã đi qua, nhìn những người thân của mình, nhìn bao nhiêu những cảnh trên cuộc đời này mà mình trực tiếp mình thấy, hoặc mình nghe, hoặc là tiếp xúc, hoặc mình nhìn trên màn ảnh. Nhìn cho thật là sâu sắc, thật là sâu sắc cái thế gian này. Nhìn cho sâu sắc, nhìn thật là sâu sắc, chứ không có nhìn phớt phớt được. Nhìn phớt phớt là bị gạt, bị gạt. Lâu lâu mua đồ có bị gạt không? Có không? Chơi hụi có bị gạt không? Có con cô cười, cười khắc khắc. Còn nhiều thứ bị gạt nữa không? Tình cảm có bị gạt không? Ngồi ra khai ra tới tối cũng chưa hết nữa. Biết bao nhiêu những thứ nó gạt. Rồi, mình phải nhìn ra cái gì? Nhìn ra khổ pháp. Chữ thủ ở trong cái năm uẩn á. Cho nên cô hãy nhắc đi nhắc lại hoài cái chỗ mà. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Cái câu này đó là con mắt của tạng kinh Nikaya. Ai mà hiểu được cái câu này đó là nhập lưu. Chịu không? Nhìn thấy được cái câu này, nó thật sự thấy, thật sự biết là nhập lưu. Đức Phật đầu tiên Phật nói gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Gì nữa? Không phải, thương mà xa lìa là khổ, quán ghét mà gặp nhau là khổ. Cuối cùng, tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Cái câu này đó là mình phải lại vỡ cái sọ đầu của mình ra. Còn chưa chắc là mình chứng nghiệm được đó. Không phải chuyện giỡn. Mấy chữ đó thôi đó. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Người nào mà thấy được đúng vậy đó, thấp nhất là dự lưu thánh quả, cao nhất là A-la-hán. Khoan nói trời đất vũ trụ gì chứ, cái đống thịt này nè, cái đống thịt này đây nè,
Có chấp thủ nó không? Thủ nó cỡ chừng bao nhiêu? Đụng vô đi rồi biết. Đụng vô đi rồi biết. Nhìn thấy hiền vậy đó, nhìn thấy tu vậy đó, đụng vô đi rồi biết mà. Nhào vô kiếm ăn phải dễ đâu. Phải có một cái sự thâm quán, thâm sâu trí huệ mới phá được cái sắc thủ quẩn. Chính vì vậy mà hương vị bất tử, thân hành niệm là bao nhiêu pháp? Để cho mấy Phật tử trả bài coi, thân hành niệm là bao nhiêu pháp? Mấy? Sáu. Nói luôn, một là gì? Hai. Rồi. Rồi, phải nói rõ có chữ niệm. Rồi. Rồi. Cho con tràng pháo tay lớn đi, giỏi. Phải vậy mới được, phải học vậy đó. Muốn phá sắc thủ quẩn phải đầy đủ sáu phương diện. Thấy chưa? Học với chánh đẳng giác là vậy đó. Chứ học với phàm phu là có cái gì đơn giản thôi à. Học với chánh đẳng giác. Như vậy đó rồi mình quán 9 giờ rộng một tử thi được, quán được mấy lần? Em bé hết rồi. Quán tứ đại ra được mấy lần? Một ngày quán được mấy lần? Thấy chưa? Còn yếu kém nhiều lắm, phải không? Phải không? Sợ sợ đi vô toilet vậy đó mà cũng không thấy được bất tỉnh. Trời đất ơi, sao mà nó mê gì đâu mà nó mê. Phải không? Có không? Vậy đó mà cũng không thấy. Cũng không thấy. Thấy chưa? Cho nên là phải là tham nhập, thâm quán. Thâm quán mà tác ý. Tác ý. Vừa rồi Minh Thành nhập thất là 2 tháng là như lý tác ý không? Suốt 2 tháng tác ý mạnh mẽ. Tác ý. Cái đống sắt này nè, nó thụ, nó bám chặt vô lắm. Bám chặt vô lắm. Chưa có nhìn thấy. Nhìn bên kia kìa. Nhìn qua. Nhìn cho kỹ. Nhìn cho kỹ. Không biết từ hôm lên qua đó tu giờ dòm bộ xương nó được mấy lần. Nhiều khi đi ngang chứ không có dòm trong đầu lo nghĩ đâu về. Lo chuyện gì đó. Tác ý. Có mấy ngày Tết mà chết 130 mấy người rồi đó. 130 mấy người rồi đó. Bị thương là 170 mấy người nữa. Thì vậy thương vong là lên 300, hơn 300 người. Mấy ngày Tết thôi. Mà thủ là cứ việc thủ, chứ không thấy được cái bản chất của cái sắc. Cho nên cái trọng tâm mà cái cốt yếu của giáo pháp và Đức Phật dạy cái gì?
nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham đối với sắc. Đối với cái này, mấy cái đồ này, nhiếp phục cái sự mà thúc dục, ham muốn, ưa thích, khao khát, khoan khoái, kiếm tìm, đuổi bắt, truy tầm, bám chấp, nắm chặt, nhiếp phục được cái đó, dẹp được cái đó. Đó là gì? Là cái lõi của giáo pháp. Nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham đối với sắc. Bây giờ con hỏi đại chúng vậy chứ, mình chạy từ đó tới giờ đó mình đi tìm cái gì? Có phải tìm sắc không? Tất cả những cái thứ mà mình đi tìm đó có phải sắc quẩn không? Phải không? Đó. Tìm hoài, chết nó không hết tìm, chết nó đi tìm tiếp, cho nên nó lòi ra thêm một cái sắc quẩn thứ hai tiếp theo. Mà cái sắc quẩn thứ hai đó là không biết là cái hình dáng là cái gì, con ma hay là cái con dòi, hay là con chuột, hay là con tắc kè bữa nay không kêu. Có phước một chút thì mặt mũi coi còn đỡ đỡ, còn không có phước thì mù, què, điếc, câm, ngọng, cục tai, cục chân, rồi chất độc màu da cam, rồi bị dị tật, dị hình, dị dạng, đủ thứ hết trơn hết trọi đó, sắc đó, khổ pháp thứ nhất đó. Khổ pháp thứ nhất đó. Bám vô đó nó, bám vô đó, bám chặt vô đó. Nhưng mình thấy được cái bản chất của nó, mình sẽ bớt bám vô, mà càng bớt thì mình càng đỡ khổ. Giờ có bớt bớt được chút nào chưa? Có không? Về sắm bộ xương đó. Thiệt, không sao, sắm treo nhỏ nhỏ vậy thôi. Nếu mà ở nhà ai sợ cất vô hộp, bữa nào ngồi thiền cái mở ra để trước mặt vậy nè, chắc mà mốt đây phải sản xuất cái vụ bộ xương đó. Tức là kiếm đâu để sẵn đây đang tặng. À, cái quà này có bộ đặc biệt cả ta, chịu không? Chỗ chánh điện của ngài A Chành Cha đó, bên Thái Lan đó, ngài treo cái bộ xương vậy đó. Cái chỗ cái trường thiền, mấy cái trường thiền lớn ở Myanmar, bây giờ bước vô đó, một bộ xương cao gì nè, wow, của Myanmar, cúng dường phát tâm trước khi bà chết là bà phát nguyện là sẽ cúng cái bộ xương đó. Để cho ta nhìn thấy được nè, hoa hậu là cũng cái bộ xương gì thôi nè. Hôm nay có ai phát nguyện cúng bộ xương cho Linh Quỳ Pháp Ấn không? Không ai phát nguyện. Vô thiện đâu rồi? Vô thiện đâu? Vô thiện còn ngồi dưới không? Trốn hả? Trốn hả? Ở có phát nguyện cúng dường bộ xương không? Rồi nữa bay nữa dầm trái đất gửi về. Đó, nhắc cho mình nhớ, đẹp nhất đây nè, một thước 85 đây nè, đẹp đây nè, đó, giờ bộ xương đó, hoa hậu đó, dòm đi. Phá cái sắc quẩn nó khổ pháp, khổ pháp. Bữa nào mình nhìn vô gương mình nói đây nè, cái thứ khốn khổ này nè, nó làm cho mình nó hành hạ mình khổ nè, đừng có mê nó nữa, được không? Được không? Tác ý lúc nào mà mình thấy nó ưa, nó mê, nó thích, nó ham, cái mình nói cái đồ khốn khổ mày, mày là cái thứ khốn khổ nè, cái thứ này là cái thứ tạo ra hoạn nạn nè, thấy không? Tham muốn hoài, ưa thích hoài, mê đắm mê say hoài, cái đồ ngu.
cự. Đó là tác ý đó, đó là nhiều ly tác ý á. Dám không? Dám dám chửi vậy không? Dám la vậy không? Bỏ trách vậy đó, cái đó là nhiều lý thức ý mà nó thánh trí à, mà chỉ có cái đó nó mới bớt thôi, chứ không thôi là đụng vô cái là khổ lắm, khổ lắm. Đừng, nó chưa có đụng mới nhìn thôi, nhìn mà cũng giận, mà không nhìn thì nó cũng giận. Khổ chưa? Khổ không? Kỳ cục ý. Nhìn nó cũng giận, mà không nhìn nó cũng giận, mà nhìn có phần nửa mắt nó cũng giận. Cái kiểu gì nó cũng khổ được hết trơn. Cái thứ này là cái thứ mà đại khổ quẩn mà. Cái bài kinh Đức Phật dạy mình đó, đại khổ quẩn. Bài kinh khổ quẩn nữa. Thế tình nhìn ra thấy được cái thứ này rồi đó, mình phải hết lắm. Quý vị mà tu cái kiểu này là sướng vô cùng, ai liếc ai hay, ai mút ai trợn gì kệ, thôi dòm vô đây nè, dòm vô cái cảm giác này nè, phải không? Quá dễ, nhìn có chỗ này thôi, không thèm dòm ngoài kia. Bốn con sáu con mắt gì kệ, bây giờ mắt kiến nó ép chồng, nó làm nhiều lắm, nên ra cỡ có khi nhiều khi sáu cái chồng luôn đó, chứ không phải hai chồng đâu. Có cái mắt kiến gì tùm lum chồng hết, nó muốn đổi kiểu nào nó cũng được hết, kệ nó, nhìn nhiêu chồng kệ, dòm vô đây coi cái cảm giác lúc này sao. Thấy chưa, lá bùa bình an thấy không, bí quyết để mà hạnh phúc thấy không. Quay vô đây, ở đây mà Minh Thành, bây giờ Minh Thành ngồi mà nói cho quý vị 7 ngày 7 đêm về cái sắc thủ quẩn khổ pháp này cũng chưa hết nữa. 7 ngày 7 đêm biết bao nhiêu những thứ mình phải tập quán cho thâm sâu, nhàm chán lắm. Nhìn ra cái bản chất của nó rồi bớt, mà xả ly bớt cái chấp. Cái gì cũng khổ chứ, cái gì cũng câu mau câu có, cái gì cũng rắc rối bực bội, cái gì cũng nực nội nóng bức, cái giống gì cũng kiếm chuyện gây sự hết trơn hết trời. Thiệt tình khổ vô cùng, khổ hết chỗ nói, khổ không còn từ gì để diễn tả được nữa hết. Giờ ngồi đây cũng đang khổ nè. Đúng rồi, cười liền phải không? Đúng không? Đúng không? Còn khổ quá trời mà lên thầy nói khổ không à, mà mình hay lắm, hay lắm. Cái cuốn Minh Thành gửi cho quý vị đó, Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc đó, mình càng hiểu về khổ, càng thấy khổ, càng biết khổ, càng nghiên cứu khổ, càng thông đạt cái khổ, thì mình có phương pháp nhiếp phục và diệt tận khổ đau. Đừng sợ học về cái khổ, đừng sợ. Càng học cái khổ, càng hiểu cái khổ, càng biết cái khổ, càng thấy cái khổ, càng chiêm nghiệm cái khổ, thì mình càng có khả năng nhiếp phục, chinh phục và vượt siêu việt cái khổ. Đó là cái chỗ tối thượng của đạo Phật đó, tối thượng của đạo Phật đó. Chẳng hạn như bây giờ đó, ngày nào mình cũng chiêm nghiệm. Và bước cái thứ hai nè, thọ thủ quẩn là khổ. Ngày nào mình thấy cái cảm giác, nhiều khi mình nhìn là mình quán chiếu mình thấy đặc biệt lắm quý vị, cho nên cái cảm giác toàn thân là phải và luôn luôn an trú, cái này quan trọng lắm nha. Cảm giác toàn thân không được quên, bất cứ lúc nào cũng phải ngồi đi đứng gì cũng phải nhìn lại cái cảm giác toàn bộ cơ thể của mình trú vô trong đó vững chắc. Cho nhiều khi mình thành để ý thấy nha, cái cảm giác khó chịu mình bật lên một cái rồi nó chạy rần 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 trong này hết trơn, rồi nó ấm lên hết như vậy, nóng lên giống như là máy sưởi vậy đó, nóng lên. Mà mình thấy cái thứ này là cái thứ này ác nè, cái thứ này thứ ác nè, thứ này là cái thứ làm cho mình khổ nè, để cho nó lắng dịu đi, đóng cửa lại, đóng cửa lại, không cho mày nói gì hết, kiếm bằng kẹo dán vô miệng, không cho nói, không cho nói, giận lên mà nói là tiêu đời luôn, có không, có thấy không? Giận lên là tan nhà nát cửa hết đó. Giận lên
vô phòng đóng cửa lại, leo lên bắt ngồi kiết già, cảm giác toàn thân dòm cái ngọn lửa trong này. Chừng nào để cho mà quá giải, nó tan biến hết, cho nó lắng dịu hết, hoàn toàn hết, cho cái khổ pháp này nó lắng dịu xuống, mà nó yên tĩnh hết, nó mát dịu hết, nó bình thường hết. Rồi lúc đó họ bước ra và họ nói gì nói. Được không? Được không? Đó là nói luôn tới cái đạo đế rồi đó, tập đế đạo đế đó. Cái nguyên nhân của khổ là những cái thứ đó đó, những cái thứ mà nó rần rần trong này đây nè, nó rần rần. Thấy thấy nó rần rần không? Có thấy không? Rần rần không? Rần rần mặt, rần rần lỗ tai ha, rần rần cái miệng ha. Rồi cái trong này nó rần rần cái gì rung lên vậy nè. Thấy không? Có không? Có không? Đó, cái thứ đó nó ác độc lắm đó. Thứ đó đó chứ không phải ở ngoài đâu, không mấy người này người kia. Cái thứ mà cái cảm giác ác độc đó đó, cái cảm giác mà nó phần phật rần rần mà giận mà rung lên hết trơn, mặt mày một là đỏ quét, hai là xanh lè, thấy không? Có nhiều người mà quạo cái mặt xanh lè ha, xanh lè, xanh rần ha. Rồi tay chân rung lên, rồi nhiều khi là tim nó muốn lên tặng xong rồi tim lên, rồi nhiều khi đứt gần máu chết nữa đó. Thấy chưa đó. Cho nên cái cảm giác là quan trọng. Hồi chiều có Phật tử có ngồi ở đây nè, nó thầy ơi, con giờ thực tập cảm giác toàn thân bây giờ con thấy nó rõ lắm. Ví dụ cơ thể nó có biến động gì một chút ha, nó hơi hơi nhớm nhớm muốn bệnh hay gì đó là mình biết được liền, cái là mình thay đổi cái chế độ ăn uống. Hay là thôi mình thực tập cái cảm giác toàn thân là nó lắng dịu, cảm giác nó xuống liền. Có khả năng phát giác ra cái khả năng của bệnh, hay là có cái khả năng chặn đứng cơn bệnh và có khả năng trị bệnh mau hết. Đó là nói thân đó nha. Cái cảm giác toàn thân này tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm. Phải ăn trú cảm giác toàn thân. Mà nhất là nó giận lên, hay nó tham lên, hay là cái bản ngã lên, hay là nó si mê đó, là lúc đó là phải tuyệt đối, phải thiệt là chú vững mạnh, và phải làm đủ hết mọi cách. Đức Phật ví dụ là giống như cái người mà bị mình nó cháy trên đầu, cái búi tóc mình nè, mái tóc mình lửa nó cháy lên này, không có tóc mà nó cháy vô tới da luôn á, lửa nó cháy lên trên đây một cái rồi là làm sao? Uống cà phê hả? Hay là đi shopping? Lửa nó cháy trên cái mái tóc rồi làm gì? Hay vô bếp nấu đồ ăn? Ngay lập tức dập liền những cái cảm giác mà tham dục, sân hận, si mê, bản ngã. Phải xem nó là lửa cháy trên đầu, phải xem nó là rắn độc, phải xem nó là dao, là súng, phải xem nó là những thứ nguy hiểm, những cái thứ mà làm cho mình khổ là những thứ đó, những cái cảm giác đó đó. Phải luôn luôn kiểm soát cái cảm giác của mình. Hay lắm quý vị ơi, hay lắm, tuyệt diệu vô cùng. Phải kiểm soát cảm giác, phải thường trực kiểm soát cảm giác, để ý cảm giác, dò xét cảm giác, theo dõi cái cảm giác, canh phòng, canh chừng, đề phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, bảo hiểm cái cảm giác. Nó là khổ pháp đó, cái cảm giác đó đó. Mình nói thí dụ ha, giờ chẳng hạn như ở nhà đó, mình mở pháp lên mình nghe, sau đó mình ngồi thiền, phải không? Rồi cái đà kế đó mình là đọc tụng căn bản trí nghi thức đi cái gia, sướng không? Sướng không? Nó đòi đi Thái Lan chơi.
Đòi đi, không thôi là đòi đi Vũ Hán trời. Có người gì hỏi không biết Vũ Hán ở đâu. Đó mà mình theo cái thúc giục của nó mà mình đi vô á, rồi xong rồi về chắc là sướng lắm ha, không biết không đó, nó mệt cũng gần chết chứ có sướng cái gì đâu. Bọn nó đi chơi là sướng không, ngồi nó hành hạ rồi nó truyền qua truyền lại, máy bay cũng bị delay nữa. Mới bữa hổm đi giảng nè, bữa hổm đi là con thưa với đại chúng, đâu khoảng chừng 8 năm 10 năm trước đó, dẫn thầy Pháp An đi máy bay một lần đầu tiên. Mà lúc đó là cái người mời đó họ mua cái lúc đó là Jetta. Đi ra ngoài Bắc giảng đi 1:30 đêm mới tới. Rồi xong từ đó giờ sao mà con mời ông Pháp An đi nữa, ông nói dạ thôi thầy đi. Con già rồi. Con xin thưa đại chúng bây giờ bớt đi chơi lại để tu nhất trí không? Làm ơn bớt đi chơi đi, đi già hết trơn rồi còn mê chơi cái gì? Có gì nữa đâu chơi, vòng vòng có nhiêu đó hoài à. Có gì đâu. Bớt thời gian đi chơi để tu. Bớt thời gian nói chuyện để nghe pháp. Bớt thời gian hưởng thụ để đi làm phước. Tích tụ phước báo. Chuyển hướng lại, chuyển lại. Đó là mình thương mình lo cho mình.